Ngày 17 tháng 11, tỉnh xá Ngọc Sơn 2, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, phối hợp cùng nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Ngăn ngụ tại phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tham dự buổi lễ có đại đức thích tuệ giải trưởng ban từ thiện xã hội giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, bà Phạm Thị Miễn Nhân, Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Thông, Tại buổi lễ Đại Đức Thích Tuệ Giải tri ân sự giúp đỡ của Đại Đức Thích Minh Kính và chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Ngân. Đây là nguồn động lực cho bà vượt qua giai đoạn khó khăn, nỗ lực phấn đấu làm ăn vươn lên trong cuộc sống. Đại diện chính quyền xã, bà Phạm Thị Mỹ Nhân gửi lời cảm ơn Đại Đức Thích Minh Kính cùng Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã dành sự quan tâm đến bà con khó khăn của xã có được căn nhà mới để họ yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống hơn. Tại đây, Chư Tông Đức cùng chính quyền địa phương đã trao bản tượng trưng và quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngân. Căn nhà được xây dựng với chất liệu bê tông mái lập tôn, nền và tường lót gạch men, tổng diện tích là 40m2, chiều ngang 4m, chiều dài 10m, với tổng kinh phí xây dựng trên 50 triệu đồng.